truyền thông phương Tây kêu gọi chấm dứt chiến tranh tại tiền tuyến. Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, lập trường trung lập trong vấn đề chọn phe xưa nay đã được bàn đến rất nhiều, đặc biệt là trong chiến tranh. Việc giữ trung lập không có nghĩa là quốc gia đó không thích chiến tranh hay là một nguyên nhân khách quan nào khác, mà nó chính là vì không muốn tổn hại đến lợi ích của chính mình. Tuy nhiên, đối mặt với những lợi ích còn lớn hơn trước mắt, Thụy Sĩ đã phải thay đổi quan điểm trong vấn đề về Ukraine. Chúng ta sẽ cùng phân tích chủ đề này trong video ngày hôm nay và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Quan điểm của Thụy Sĩ về vấn đề Ukraine. Đại sứ quán Nga tại Thụy Sĩ cho biết, Nga không thấy có dấu hiệu nào cho thấy Thụy Sĩ sẵn sàng thảo luận về việc giải quyết xung đột Ukraine có tính đến lợi ích của Nga. Nga cho rằng Thụy Sĩ đã mất vị thế trung lập do ủng hộ các biện pháp trừng phạt chống lại Nga. Bộ ngoại giao Thụy Sĩ xác nhận rằng họ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những phương pháp để thu hút Nga tham gia các cuộc đàm phán. Trong khi đó, thì Ukraine đang cố gắng đảm bảo sự ủng hộ hơn nữa từ các quốc gia phương Tây. Nhưng việc hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ hai trước cuộc bầu cử tại Mỹ đã khiến cho sự việc rơi vào tình trạng lấp lửng không rõ ràng. Đại sứ quán Nga tại nước này cho biết, Thụy Sĩ rõ ràng đã có lập trường thần Ukraine và thông qua tất cả các gói trừng phạt chống Nga của EU. Theo các nhà ngoại giao, điều quan trọng đối với Nga là các cuộc đàm phán không có tính chất bắt buộc hay nỗ lực để thực hiện. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, Nga không thấy bất kỳ cơ hội nào đối với sự liên hệ trực tiếp với Kiev. Nga đã nhiều lần đưa ra các giải pháp chính trị và ngoại giao cho vấn đề này, nhưng dường như không đạt được kết quả như mong muốn. Chính vì lý do này mà ngay từ đầu Nga đã không tham gia hội nghị tại Thụy Sĩ diễn ra vào ngày 15 và 16 tháng 6 vừa qua, bởi vì theo Tổng thống Putin. Mục tiêu của hội nghị này là áp đặt các điều kiện của Kiev và phương Tây đối với Moscow. -và. Vào tháng 7 vừa qua, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước là ông Sergei Lavrov và Ignacio Cassis đã thảo luận về tình hình ở Ukraine trong cuộc tranh luận mở tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Theo đó, thì ông Lavrov tuyên bố rằng những nỗ lực của phương Tây nhằm đưa ra bất kỳ tối hậu thư nào cho Nga chắc chắn sẽ đều thất bại. Các chuyên gia cho biết, về mặt lý thuyết, có thể Thụy Sĩ sẽ trở lại trạng thái trung lập nhưng mà trên thực tế cho thấy rằng Thụy Sĩ không chỉ trở thành thành viên chính của chính trị phương Tây, mà còn là một trong những cơ quan ngôn luận chính của nó. Mặc dù trên thực tế Thụy Sĩ không phải là thành viên của EU, nhưng nước này vẫn ủng hộ mọi biện pháp trừng phạt của Bruxelles đối với Moscow. Hiện tại, các hạn chế của Thụy Sĩ đã ảnh hưởng đến hơn 2,2 nghìn cá nhân và các tổ chức thương mại cũng như là các công ty của Nga. Ngoài ra, kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, Thụy Sĩ cũng đã phong tỏa tài sản của Nga với tổng trị giá lên tới gần 9 tỷ đô la. Các chuyên gia giải thích nguyên nhân Thụy Sĩ đang hoạt động theo hướng ủng hộ Ukraine nhiều hơn là do các thế lực chính trị xuyên quốc gia sở hữu tài sản tại các ngân hàng Thụy Sĩ. Thụy Sĩ chưa bao giờ được biết đến vị thế là có thế lực chính trị tích cực. Giờ đây, chính sách chống Nga của Thụy Sĩ, đặc biệt là việc đóng bằng tài sản của Nga, đã làm suy yếu danh tiếng của nước này như một quốc gia sở hữu những ngân hàng hàng đầu thế giới. Mặc dù thị sĩ đã cố gắng giữ quan điểm cân bằng trong vấn đề giải quyết xung đột khi hoàn nghênh sáng kiến hòa bình giữa Trung Quốc và Brazil về vấn đề Ukraine. Vào ngày 27 tháng 9, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã công bố ý định của Trung Quốc, Brazil và các quốc gia khác tại Nam Bán Cầu nhằm tạo ra một liên minh bao gồm những quốc gia, được gọi là những quốc gia yêu hòa bình. Tuy nhiên, Kiev không đánh giá cao khát vọng gìn giữ hòa bình của Thụy Sĩ và bày tỏ sự thất vọng khi nước này ủng hộ sáng kiến của Trung Quốc và Brazil. Vào ngày 7 tháng 10, tại Hội nghị Thượng đỉnh Ukraine, Đông Nam Âu tại Croatia, Tổng thống Zelensky vẫn lên tiếng về quan điểm sẵn sàng đồng ý một lệnh ngừng bắn dọc chiến tuyến hiện tại, mà không công nhận biên giới mới để đổi lấy một số mong muốn của phương Tây. Đó có thể là những đảm bảo an ninh từ Washington, dựa trên những đảm bảo mà người Mỹ đã cung cấp cho các nước đồng minh như Nhật Bản, Hàn Quốc và Philippines. Ngoài ra, ông Zelensky cũng muốn nhận được sự đảm bảo về việc gia nhập EU từ Rome, Paris và Berlin. Mặc dù bất chấp sự hỗ trợ quân sự liên tục của phương Tây, các đồng minh của Kyiv dường như đang hành động thận trọng hơn rất nhiều. Họ không những chưa chính thức cho phép Ukraina tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây, mà còn từ chối đưa ra những lời hứa chính trị mà họ không thể đáp ứng. Tại sao truyền thông phương Tây kêu gọi chấm dứt chiến tranh tại tiền tuyến? Gần đây truyền thông phương Tây tràn ngập các bài viết đề xuất phương án dừng chiến tranh dọc tiền tuyến là mục tiêu thực tế duy nhất có thể thực hiện tại thời điểm này. Hơn nữa, họ cho rằng giới lãnh đạo Ukraina cũng đã nghiêng về một kịch bản như vậy. Tuy nhiên, trên thực tế, dường như KF đang muốn phủ nhận điều này. Những chính sách mà KF đưa ra cho thấy chính quyền nước này đang kiên quyết phản đối việc đóng băng chiến tranh dọc chiến tuyến. Họ cho rằng cuộc chiến nên tiếp tục được duy trì và tin rằng Nga sẽ kiệt sức và mất ổn định. Và sự khác biệt về quan điểm này có thể gây ra những hậu quả cực kỳ nghiêm trọng đối với chính phủ Ukraina. Nếu tiếp tục kiên quyết tiến hành chiến tranh đến cùng. Tuy nhiên, diễn biến trên chiến trường sẽ quyết định tất cả những kế hoạch này. Cùng với đó, kết quả của cuộc bầu cử Mỹ cũng sẽ đóng một vai trò rất lớn. Trong khi cựu tổng thống Donald Trump nhất quyết muốn chấm dứt chiến tranh dọc tiền tuyến càng sớm càng tốt, thì bà Harris có thể sẽ đi theo chính sách trước đây của tổng thống Biden. Tuy nhiên, việc ai là người tiếp theo bước vào Nhà Trắng mới là điều quan trọng nhất. Trên thực tế, tần suất các phương tiện truyền thông kêu gọi quyết định về một khái niệm mới để kết thúc chiến tranh có liên quan chính xác đến các cuộc bầu cử đang đến gần. Do đó, có thể giới tình hoa phương Tây đang cố gắng chấp thuận chiến lược mới cập nhật đối với Ukraine. Điều này sẽ làm cho Tổng thống mới của Mỹ cũng khó có thể đảo ngược ngay sau khi nhậm chức. Tuy nhiên, vẫn chưa có quan điểm chung về chiến lược này có thể diễn ra tại Washington, London hay là EU. Trong khi một số người kêu gọi chấm dứt chiến tranh dọc tiền tuyến thì những người khác lại cho rằng cuộc chiến cần phải được duy trì và nâng cao khả năng chiến đấu. Điều này có thể giảm thiểu khả năng xảy ra bất kỳ cuộc đàm phán hiệu quả nào đối với Nga để chấm dứt cuộc xung đột. Ngay cả khi Trump lên nắm quyền, đối với lời hứa sẽ đạt được thỏa thuận với Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin trong vòng 24 giờ. Sự phân cực này đã khiến việc đưa ra bất kỳ quyết định nào cũng sẽ trở nên khó khăn hơn. Tổng thống Biden không đưa ra những quyết định cụ thể trong chuyến thăm đến Mỹ của ông Zelensky vừa qua. Có lẽ ông Zelensky vẫn còn kỳ vọng vào cuộc thảo luận sẽ diễn ra trong chuyến thăm Đức của Tổng thống Mỹ sẽ có một điều gì đó có lợi cho Ukraine. Nhưng sự kỳ vọng này dường như đã trở thành một cơn thất vọng khi Tổng thống Biden đã quyết định hoãn chuyến đi này vì cơn bão đổ bộ vào nước Mỹ. Tờ Giờ Tham của Anh đã viết rằng Mỹ đã gửi gói viện trợ bổ sung cho Ukraine với số tiền là 2,4 tỷ đô la nhưng lại không cho phép một cách dứt khoát, nước này sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công Nga. Chưa chưa nói đến việc bảo đảm hỗ trợ trong tương lai. Trong khi đó, thì tờ New York Times đã tuyên bố rằng tổng thống Zelensky đã nhận được sự tiếp đón ngày càng hạn chế hơn tại Mỹ. Đây sẽ là yếu tố quyết định việc hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine trong tương lai. Còn tờ Washington Post lại cho biết rằng nỗ lực của Zelensky nhằm thúc đẩy một kế hoạch chiến thắng đã không gây được tiếng vang tại Washington. Ngoài ra, sự chú ý đến cuộc chiến tại Ukraine cũng đang biến mất cùng với sự leo thang mới tại Trung Đông. Tất cả những điều này thể hiện sự thất bại trong chính sách ngoại giao của Kiev. Đây không phải là ví dụ duy nhất khi báo chí phương Tây mô tả những biểu hiện khó chịu của ông Zelensky liên quan đến các chính sách của phương Tây đối với Ukraine. Truyền thông phương Tây không chỉ hoài nghi về kết quả chuyến thăm của ông Zelensky, mà còn cho rằng chiến lược chiến tranh biên giới năm 1991 trước đây của ông cần phải được xem xét lại. Ukraine đang bước vào mùa đông thứ ba của cuộc chiến với tâm trạng vô cùng tồi tệ. Ở phía đông thì quân đội của họ đang bất dần vị thế trước sự tấn công không ngừng nghỉ của lực lượng Nga. Mặc dù Moscow cũng phải trả giá rất đắt, nhưng mà sức công phá đối với Ukraine là khó có thể vãn hồi. Đặc biệt là người dân Ukraine phải trải qua mùa đông lạnh giá với việc thiếu điện để phục vụ như ánh sáng và lò sưởi cho đời sống của người dân. Tuy nhiên, nếu Ukraine dừng cuộc chiến một cách đột cột và không có trình tự, thì Ukraine cũng sẽ phải đối mặt với một cuộc nổi dậy lật đổ chính quyền Zelensky. Nhìn chung tất cả mọi biện pháp đều sẽ rất khó khăn cho Ukraine trong thời điểm hiện tại. Nhưng phương án nào đỡ gây ra mất mát và thiệt hại nhất cho người dân thì giới chính khách Ukraine cần nên tỉnh táo và cân nhắc một cách kỹ lưỡng. Mỹ, Nhật sẽ mở rộng sự hiện diện gần Trung Quốc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã nói chuyện với Bộ trưởng Quốc phòng mới của Nhật Bản Nakatani Gens khi cả hai quốc gia đồng ý mở rộng sự hiện diện quân sự của họ xung quanh Trung Quốc. Tại đó, thì cả hai đồng minh sẽ tăng cường sự hiện diện của mình tại các đảo phía Tây Nam của Nhật Bản, nơi Nhật Bản luôn báo cáo về những vi phạm của Trung Quốc xảy ra thường xuyên. Thiếu tướng Pat Schreider cho biết rằng, liên minh này đã đạt được những tiến bộ đáng kể. Nhật Bản đang nổi lên như một đồng minh quan trọng trong việc gìn giữ hòa bình ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và là một đối tác thương mại đối với Mỹ nhằm chống lại các hoạt động thương mại săn mồi của Trung Quốc. Theo đó, cả hai đồng minh sẽ tăng cường sự hiện diện của họ tại các đảo phía tây nam của Nhật Bản, nơi Nhật Bản báo cáo về những vụ vi phạm chưa từng có của Trung Quốc vào vùng biển và không phận của Nhật Bản. Đây là một chuỗi dài các đảo nhỏ kéo dài đến biển Hoa Đông, gần như kết nối với Đài Loan. Đây cũng là một phần của khu vực chiến lược quan trọng thường được gọi là chuỗi đảo đầu tiên. Chối đảo thứ hai nằm ở Tây Thái Bình Dương, bao gồm vùng lãnh thổ Quang của Mỹ và sẽ mang lại cho Trung Quốc hoặc Mỹ lợi thế trong trường hợp xảy ra xung đột. Trong những năm gần đây, chính quyền Trung Quốc đã gia tăng các hành động xâm lược quân sự tại khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương và năm nay còn thêm các sự kiện như vụ thử tên lửa hạt nhân tầm xa hiếm hoi và các cuộc tập trận trừng phạt xung quanh Đài Loan. Do đó, các nước láng giềng tại khu vực biển này ngày càng lo ngại rằng Trung Quốc sẽ đảo lộn trật tự khu vực và đang tăng cường các cuộc tập trận quân sự chung với các đồng minh của mình. Nhật Bản đã tham gia một số hoạt động này trong những tháng gần đây. Vào tháng 6 vừa qua, Nhật Bản, Philippines và Mỹ đã tổ chức cuộc tập trận hàng hải chung đầu tiên với khoảng 400 nhân viên bờ biển. Vào tháng 7, Nhật Bản và Đài Loan cũng đã tổ chức các cuộc tập trận hàng hải chung lần đầu tiên kể từ năm 1972. Vào tháng 9, Nhật Bản và Úc cũng đã đồng ý tăng cường các cuộc tập trận quân sự chung sau khi bày tỏ lo ngại về các hoạt động quân sự đang gia tăng của bắc kinh thông tin này cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại